Nay mình qua cái phần cuối của bài siêu vi C và cũng là buổi cuối cùng của chúng mình luôn. Thì nhắc lại bữa hôm trước thì mình đã nói chuyện gì về siêu vi C nè. Tức là chúng ta nhớ diễn tiến tự nhiên của con siêu vi C là đeo bám dai dẳng, già trẻ gì là nó đều đeo bám dai dẳng hết ha, chứ nó không có dễ xử như con siêu vi B. Xin lỗi, nó không dễ tự xử, nhưng mà nó thuộc lại dễ xử, tức là mình không có cần lê thê, tí chúng ta sẽ nói nó không có phải đi lê thê dài như siêu vi B. Nhưng vấn đề là chúng ta ít có khả năng tự xử được nó, mà chúng ta phải phải có thuốc men hỗ trợ vô. Đó là ý thứ nhất, mấy bạn nhớ là siêu vi C là dính vô là đa số là phải tốn tiền ha, 80% phải tốn tiền để xử nó. Rồi chúng ta cũng có những cái lướt qua những cái triệu chứng lâm sàng nếu điển hình ha, thì nó cũng có, mấy bạn cứ nhớ, nói chung là viêm gan siêu vi thì nó cứ điển hình là vàng da vàng mắt mà không sốt, không đau và không có thiếu máu nếu không có xơ gan đó. Mấy bạn cứ nhớ một có ba không là rất điển hình của cái liên quan tới viêm gan siêu vi, con nào nó cũng vậy thôi. Rồi chúng ta đã rà qua những cái xét nghiệm nào để chẩn đoán bệnh siêu vi C ha, rồi mình cũng lướt qua những xét nghiệm để đánh giá chức năng gan, độ xơ hóa, phân độ các thứ. Rồi chúng ta đã nói về cái chỉ định, nhấn mạnh về cái chỉ định điều trị đặc hiệu viêm gan siêu vi C mạn. Còn cái siêu vi C cấp thì ít khi nào chúng ta có cơ hội xài được cái công thức đó, bởi vì ít khi nào chúng ta bắt được cái anti-HCV nó từ âm chuyển qua dương để biết là nó mới nhiễm, và nếu nếu biết chắc là nó mới nhiễm thì mới dám xử theo cái công thức mà điều trị cấp, tức là 8 tuần. Còn đa số trong cuộc đời chúng ta gặp bệnh nhân thì chúng ta hay xử theo cái kiểu mạn, ít có cơ hội mà mấy bạn xử theo kiểu cấp. Thì chút nữa chúng ta sẽ nói cái kiểu mạn thì chúng ta phải xử như thế nào, và chúng ta nhớ lại là trước khi bắt đầu đặt bút xuống ghi toa thì chúng ta phải nói lê thê rất rất nhiều chuyện, và nhớ đầu tiên là thủ tục đầu tiên là tiền đâu đó ha, là phải chuẩn bị kinh phí đàng hoàng. Và đừng tuyệt vọng, đừng buông rơi ha, nói là không có đầu hàng, không buông bỏ, không đủ bây giờ, nói một lúc không đủ tiền thì cứ việc để dành rồi sẽ đủ ha, một ngày bỏ heo rồi sẽ đủ. Cái chuyện đó là rất là cái thông điệp muốn chia sẻ với mấy bạn đó, tại vì rất nhiều bệnh nhân khi nói tới cái giá tiền thuốc là xong là người ta buông rơi, là không phải nha, nói xong rồi không có đủ thì phải khuyến khích người ta bỏ heo ha, tại vì mình cũng không đại gia tới mức mà mình có thể giúp được hết bệnh nhân. Sự thật là như vậy, cho nên mọi người họ phải tự cố gắng là bỏ heo để dành, bỏ heo để dành để mà đủ điều trị, và không phải đùng một sớm một chiều mà xơ gan. Mấy bạn biết rồi, xơ gan cũng 5 năm 10 năm mới xơ gan, để dành 2 3 năm điều trị cũng được nha. Cho nên quyết tâm là phải bỏ heo để dành điều trị đó, mấy bạn phải nhớ cái chuyện đó. Siêu vi C đã có thuốc điều trị rồi, cho nên quyết tâm hướng dẫn cho người ta phải bỏ tiền, bỏ để dành tiền để mà điều trị. Dù nói chung là trừ đa phần, thật sự nếu mấy bạn giải thích rõ ràng thì đa phần dân mình đang có một cái thu nhập trung trung thì có thể điều trị được, không có buông. Rồi và mấy bạn nhớ là nguyên cái bộ xét nghiệm ha, 11 cái xét nghiệm mà mình phải đánh giá trước khi điều trị đó. Tóm lại là mấy bạn cố gắng là chuẩn bị thiệt là chu đáo trước khi mấy bạn quyết định điều trị, để mấy bạn quyết định cho đúng thôi. Còn trong cái thắc mắc thì cũng có bạn nói lỡ tốn kém quá thì đó, cái chuyện phần đuôi mình tính sau, nhưng mà quan trọng là khi chuẩn bị mấy bạn phải chuẩn bị chu đáo để mình có một cái quyết định chính xác nha. Rồi thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ nói cái phần còn lại là bây giờ quyết định chọn thuốc như thế nào, thời gian điều trị như thế nào, trong quá trình điều trị phải theo dõi cái gì, rồi thế nào là thành công, thế nào là thất bại nha. Rồi nếu thành công rồi thì phải tiếp tục theo dõi nữa hay không nha, và chúng ta nói tới những cái đối tượng đặc biệt. Thì đây là mình bưng nguyên văn copy luôn cái phác đồ của Bộ Y tế năm 2021 vô nha. Thì trên nhìn vô cái này thì mấy bạn là thấy là nó rất là đơn giản nha. Tức là chúng ta ở đây thì chúng ta có thấy liệt kê ra tới 5 thứ thuốc, nhưng mà mấy bạn thấy có cái ghi chú hai cái thứ thuốc số 2 số 3 này nè là cái thuốc chưa có ở Việt Nam, cho nên khỏe nha. Chúng ta chỉ còn ba cái, nhưng mà cái số 2 là Dalasafvin này nó cũng được đánh dấu là thật sự, mặc dù ở đây là điều trị cho tất cả các kiểu gen, nhưng mà đối với nước ngoài đó mấy bạn, người ta không có đồng ý cái Dalasafvir là trong cái gọi là pan genotype đâu. Bởi vì thật sự nếu mà đối với cái genotype 3 đó, mà nếu mà F4 rồi thì cái hiệu quả nó chỉ phải 80% thôi. Thì người ta nói một cái thuốc mà phải coi như hiệu quả là phải trên 90% người ta mới công nhận nha. Nhưng mình con nhà nghèo thì cái Dalasafvir của mình là mình cũng cũng công nhận là nó là pan genotype. Nhưng mà cũng nhắc đi nhắc lại thì mấy bạn nhớ hôm trước mình có đưa ra cái thống kê rồi đó, thiệt ra xui lắm thì mình mới vớ phải cái genotype 3, chứ còn chúng mình chỉ gặp một sáu và hai thôi, nên 200 bệnh nhân C thì có thể rớt một tên 3 thôi đó. Đó là những cái ghi chú ha, tại có bạn thắc mắc hôm trước mình quên 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 nói rồi. Như vậy tóm lại chúng ta chỉ cần quan tâm hai thứ,
là cái công thức này viết tắt là Sofosbuvir phối hợp với Vanflatavir. Thì cái này là coi như là ngon nhất hiện giờ mà chúng ta có, là nó phủ tất cả các serotype luôn ha. Đó, nhiều thứ lắm nhưng mà chúng ta chỉ nhớ là 1, 2 và 6 là nó liên quan tới mình thôi, thì nó phủ hết luôn. Và sao? Đơn giản, chỉ có trong 12 tuần và mỗi ngày chỉ có một viên thuốc thôi, rất là đơn giản ha, mỗi ngày chỉ có một viên thuốc và uống trong 12 tuần là xong. Rồi bây giờ cái loại nữa là chúng ta có là Sofosbuvir phối hợp với Ledipapir. Thì cái này nó chỉ xử được 1 và 6, còn cái đám 2 không xử được, nhưng mà 1 và 6 nó chiếm tới 80% rồi. Và chúng ta cũng rất là ngon lành, mỗi ngày một viên thuốc và 12 tuần là xong. Với điều kiện gì? Với điều kiện là gì? Chưa xơ gan hoặc là gì? Xơ gan còn bù ha. Và nói chung là chưa có từng sử dụng thuốc, thì phần lớn á, mình cũng không có gặp dân mình mà đã từng sử dụng nhóm DAA đâu. Phần lớn dân mình là hoặc là thất bại những phác đồ cổ điển thôi, cho nên mấy bạn chỉ cần để ý là cái chuyện là gì, xơ gan thì phải là còn bù, tức là F4 mấy bạn phải bỏ vô bảng điểm và nó phải là còn ở JA thì mấy bạn mới áp dụng được cái này ha, hoặc là từ 0 tới 3 thôi, còn nếu rơi vô F4 thì nó phải JA. Thì mình thấy cái cuộc đời hết sức là đơn giản nha, chỉ có hai thứ và mỗi ngày uống một viên trong 12 tuần mà thôi đó. Coi như là thành công, gọi là mặt mũi hớn hở luôn. Điều trị này sướng lắm mấy bạn. Còn ngày xưa mà nếu mà ai đã từng vướng phải cái những cái điều trị mà trước 2016 á, là cái phác đồ ribavirin phối hợp với lại nhóm interferon là nó thê thảm, bệnh nhân xanh mặt mà bác sĩ cũng muốn xanh mặt theo bệnh nhân, bởi vì tác dụng phụ nhiều lắm. Mà hiệu quả là gì, gọi là người ta nói năm ăn năm thua, còn thiệt ra là coi như chỉ có ba bốn ăn thôi, 6-7 phần là thua, nó tệ hại tới vậy đó. Còn bây giờ thì thôi, cuộc đời vô cùng đơn giản ha, thành công trên 95%. Chính vì vậy mà luôn luôn thông điệp gửi tới mấy bạn là cố gắng là mình tầm soát cho nó ra, và nếu tầm soát ra đúng chỉ định điều trị rồi thì chúng ta năn nỉ bệnh nhân ha, ráng để dành tiền mà chữa chữa khi nó chưa có xơ gan là tuyệt nhất, còn nếu không thì cùng quá là nó cũng xơ gan mới chớm thôi, nó đừng có tan nát. Thì cuộc đời vô cùng đơn giản, hiệu quả thành công rất là cao nha, không có vấn đề gì mà phải băn khoăn hết. Chậm một bước ha, tức là hoặc là bị để trôi chìm, trôi chìm, để chìm trôi, rồi tới một lúc nào đó phát hiện ra cái chân phù, cái bụng bán rồi thì lúc đó mới điều trị, thì đó nó vơi rồi cái này. Tức là mấy bạn tới tới thường chân phù bụng bán là cũng là chai chai si rồi đó ha, chai, mà chỉ cần rớt qua tới chai bi thôi là đã đủ phải vô cái phác đồ này rồi. Thì mấy bạn thấy là gì, danh sách nó rút rớt đi hai thứ ha, thì nó rớt hay đi hai thứ, mà hai thứ đó mình cũng quan tâm tại vốn ngay từ đầu mình cũng chả có rồi. Thì sở dĩ nó rớt đi cũng giải thích cho mấy bạn luôn là những cái đuôi Revia đó mấy bạn, những cái thuốc mà có đuôi Revia tức là nó tấn công vô NS 34A đó thì là nó không sử dụng được trong xơ gan mất bù ha. Nhưng mà mình vốn từ đầu mình cũng chả có rồi, nhưng mà bây giờ mấy bạn nhìn lại những cái vũ khí của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào. Ví dụ Sofvel đi thì nó cũng phủ tất cả đó, nhưng mà nếu chỉ xài một viên này thôi thì phải kéo dài nó gấp đôi ra ha, 12 tuần ta còn không đủ tiền chữa, bây giờ thành ra 24 tuần luôn. Còn nếu mà rút ngắn xuống cho nó rẻ tiền chút xíu, rút ngắn 12 tuần thì với điều kiện chúng ta phải phối hợp với cái ribavirin đó. Rồi cái cái nhóm Ledipapir Sofosbuvir cũng y chang vậy luôn mấy bạn. Nếu mà mấy bạn điều trị đơn thuần mỗi ngày một viên DA này á thì mấy bạn phải kéo dài thành 24 tuần nha. Còn nếu mà mấy bạn muốn rút ngắn xuống thì mấy bạn phải phối hợp với lại ribavirin, cái dalasafid cũng vậy luôn nha. Và cái cũng ghi ghi chú dành cho Dala là thằng này dù sao cũng hàng dỗ nha, nó không được gọi là băng genotype đâu, phải lưu ý nếu đụng vô genotype 3 thì coi chừng nó thua đó. Rồi như vậy thì cái ribavirin nó rắc rối chỗ nào? Cái ribavirin thứ nhất đơn giản nhất á, là mấy bạn phải nhớ là nó nguy hiểm cho gì, cho cái việc mà thế hệ tương lai, bởi vì nó ảnh hưởng lên trứng và tinh trùng rất là ghê, thậm chí sau khi người ta ngưng trị 6 tháng nó vẫn còn ảnh hưởng lên cái chất lượng trứng và tinh trùng ha. Cho nên là chẳng những là người nữ phải tránh thai đó, nhắc lại mấy bạn là nếu đụng tới ribavirin thì chẳng những người nữ phải tránh thai trong thời gian mà uống thuốc mà còn 6 tháng sau, và chẳng những người nữ mà người nam cũng không được để cho cái đối tác của mình bị có bầu trong thời gian người nam đó đang điều trị và 6 tháng sau khi điều trị. Đó là dính cái đơn giản nhất của ribavirin là cái chuyện ảnh hưởng tới thế hệ tương lai. Và cái thường xuyên chúng ta phải đối mặt đó là gì? Là thiếu máu tán huyết. Ribavirin nó có một tác dụng phụ là gây thiếu máu tán huyết. Thì ngày xưa đó khi mà ribavirin nó gây thiếu máu tán huyết mà nó lại phối hợp với interferon thì lại ức chế tủy xương. Cho nên là nó thê thảm lắm mấy bạn ơi, đã có những bệnh nhân mà điều trị mà tới nỗi phải nhập viện truyền máu á, lăn đùng ra xỉu giữa đường, khiên vô hemoglobin còn có 6-7 chấm thôi, phải nhập viện truyền máu á.
Đó là cái thời mà phối hợp interferon. Còn bây giờ thì rất may chúng ta không cần phải phối hợp interferon, chỉ cái đơn thuần nó, tức là chúng ta chỉ chịu đựng cái thiếu máu tán huyết do nó gây ra thôi. Thì nó cũng không có đơn giản đâu mấy bạn, nó cũng ghê lắm. Mấy bạn để ý cái hemoglobin á nha. Ở đây thì người ta chống chỉ định khi mà hemoglobin dưới 8.5. Nhưng mà chia sẻ với mấy bạn là nếu mấy bạn gặp những người mà họ đã rơi vô sơ gan mà để ý hemoglobin á, nhìn người ta còn đẹp lắm nha, nhìn người ta còn rất rất là bình thường, có phù không có bám gì đâu. Nhưng mà mấy bạn thấy hemoglobin mà cỡ nó 10 chấm rồi á, thì mấy bạn mà xài phối hợp V3 thì mấy bạn cũng phải thận trọng. Nhiều khi thất bại giữa chừng, mấy bạn vừa 10 chấm, tháng sau mấy bạn kiểm lại là nó rớt xuống còn có 8.4, là coi như đứng hình nha, là không điều trị tiếp. Cho nên thường mà đã dính vô cái đám này á, thì mặc dù là người ta chưa có tới nỗi nào, người ta chưa có tới nỗi là dưới 8.5, nhưng mà mấy bạn mà thấy tòm tèm cỡ 10 chấm thì mấy bạn cũng dặn người ta là chuẩn bị sẵn cho 24 tuần. Tại vì nếu người ta cứ tràn trề hy vọng là người ta chỉ ráng vét sạch túi ra 12 tuần người ta điều trị, rồi lỡ đâu người ta thất bại trong cái quá trình mấy bạn bỏ ribavirin vô mà hemoglobin nó giảm tuột xuống nhanh quá, rồi lấy đâu ra thêm 12 tuần nữa, ta không chuẩn bị tiền rồi làm sao, đúng không? Cho nên là cũng phải đúng, dính tới sơ gan mất bù thì trong đầu mấy bạn là mấy bạn dù cho muốn giúp người ta mình thôi điều trị ngắn ngày, mình cố gắng theo dõi thiệt sát, nhưng mà mấy bạn cũng phải cho người ta một cái chuẩn bị tình huống xấu là phải kéo dài thành 24 tuần nha. Thì thực tế là thường nếu mà hemoglobin còn khoảng từ 11 chấm thì thường mấy bạn sẽ thành công được với cái ribavirin đủ 12 tuần. Tức là cùng quá tới cái tuần cuối cùng thì nó rớt xuống còn 8.7, ví dụ vậy, thở phào thôi, cúp cái rụp là thôi, tới cái lọ cuối cùng rồi, thở phào nha. Rồi, còn nếu thật sự đó mấy bạn mà ngay từ đầu, mấy bạn chưa có cho ribavirin mà nó đã tòm tèm là cỡ vẫn trên 8.5 nha, cỡ dưới 9 chấm là thôi không có cái cửa xài nữa đâu, chứ đừng có nói mà dưới 8.5 là không có cái cửa nào mà mấy bạn xài ribavirin được đâu. Tại vì làm sao mà mình nâng lên? Nâng lên bằng cách nào, đúng không? Lấy mình truyền máu mà nâng lên. Đó, cho nên không có cái cửa nào mà xài hết á. Là thứ nhất nha, xài ribavirin là khó lắm. Khi mà người ta đã, bạn thấy hemoglobin mà tròn tèm 10 chấm hoặc là dưới 10 chấm là chuẩn bị tinh thần không xài được nữa rồi đó. Rồi chưa kể nếu mà người ta bị thận, tại vì sơ gan mà nặng là thế nào, các bạn để ý cái chức năng thận nó cũng đã tồi rồi. Đó, thành ra là nhiều khi người ta cũng suy thận luôn nữa. Cho nên là mấy bạn phải thận trọng về cái chuyện chỉnh liều. Và nếu mà những trường hợp mấy bạn xài được thì người ta khuyên là dùng cái liều khởi đầu rất là thấp, chỉ có 600 mg, rồi tăng dần. Đó là theo phác đồ nha. Nhưng mà mình chia sẻ với bạn, tại vì trên thực tế mấy bạn không có kiếm ra 600 đâu. Cái viên ribavirin nó chỉ 400 hoặc 500 một viên. Thì trong thực hành lâm sàng thật ra đó, mình đã dùng, nói chung bệnh cũng nặng rồi, mình dùng liều thấp của mình sợ nó thất bại nữa. Cho nên thường mình bắt đầu cái liều là 800, là hai viên ribavirin 800 thôi. Đó, thì và cũng thường là mình bắt đầu ở cái những người mà trên 10 hemoglobin, nó phải trên 10 chấm, tức là 10 chấm mấy, 11 chấm. Thì phối hợp ribavirin thì thường mình khởi đầu là 800, và kinh nghiệm cho thấy là thường là giữ được cho tới cuối đó mấy bạn, tức là qua 12 tuần. Nếu đừng có tệ quá, hemoglobin nó khoảng tròn trèm dao động từ khoảng 10 đến 11 thì mấy bạn khởi đầu bằng hai viên ribavirin thì được cho tới 12 tuần là nó vẫn thành công. Nha. Còn cái trường hợp mà nó bắt đầu từ 600 rồi tăng dần dần đó, thì cái này lý thuyết thôi chứ thực tế mấy bạn cũng hơi khó áp dụng á, tại nó không có cái dạng viên này. À, một số cái trò chỗ thì nó có được cái viên 200 nhưng mà hơi khó kiếm, thì bạn có thể dụ viên 400, viên 200 thì nó ra 600. Rồi. Và một cái điều mà rất là đau khổ trong cái chuyện mà điều trị những cái sơ gan mất bù, ngoài cái chuyện thuốc men là mình xài mà mình cũng tốn tiền gấp đôi nè ha, hoặc nếu không tốn tiền gấp đôi thì hồi hộp coi cái tác dụng phụ của nó, bị thiếu máu không là đủ mệt rồi. Và còn đau thương ở một chỗ là trong cái quá trình mấy bạn điều trị, người ta vẫn có thể rơi vô biến chứng như thường. Cho nên lúc mà tham vấn ngay từ đầu mình đã nói với bạn là đưa ra cái hình dạng, đưa ra người ta một cái ý tưởng là cái quả táo nát á, một cái quả táo bị sâu ăn ha, sâu ăn gần nát rồi. Bây giờ mấy bạn làm nhiệm vụ gấp cái con sâu ra thì phải báo cho người ta biết là quả táo nó vẫn cứ là quả táo thủng, quả táo hư, bây giờ gấp ra để nó đừng thủng thêm nữa thôi, chứ không cách chi mà trả lại một cái quả táo đẹp đẽ như ban đầu, không có, có một cái gan đẹp như ban đầu nữa. Cho nên là người ta cũng phải chuẩn bị tinh thần nó vẫn xảy ra những cái biến cố như vốn nó đã từng xảy ra trước khi người ta được điều trị. Ví dụ như có những bệnh nhân hăm hở để dành tiền, mừng lắm, mua được thuốc, quyết tâm là điều trị, uống được lọ đầu tiên,
Hồi đó cái thời trước đó thì còn định lượng siêu vi sau 4 tuần nha, sau này thì hết rồi, tí nữa mình sẽ nói. Nhưng mà thời điểm đó mừng ghê gớm, men gan đẹp thiệt, về bình thường liền uống đúng 4 tuần là định lượng mất tiêu không còn nào hết. Nhưng chuyện gì, uống tới lọ thứ hai là ọc ra máu ào ạt, xuất huyết tiêu hóa do vỡ giải tinh mạch thực quản, và có những cái trường hợp mà can không kịp luôn, mấy bạn cứu không kịp luôn. À, lọ thuốc thứ hai còn dở dang trên bàn thì người đã không còn nữa. Hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân rơi vô nhiễm trùng bán, rơi vào nhiễm trùng bán rồi rủi ro kháng sinh, mà tại ra vô bệnh viện hoài nhá, toàn là thứ dữ không à. Nếu mà đơn giản nhiễm trùng bán mà nó còn nhảy kháng sinh thì mấy bạn điều trị rất là đơn giản, nhưng mà cũng có những cái nhiễm trùng bán mà cứ chạy ra chạy vô bệnh viện riết đó, rồi nó kháng kháng sinh thì điều trị cũng trần ai, và nhiều khi bệnh nhân vô sốc nhiễm trùng cứu không được luôn, ha, là một những cái lọ thuốc còn dở dang rất là đau lòng như vậy nha. Cho nên phải giải thích cho người nhà hiểu là tới mức này thì coi như còn nước còn tát, nhưng mà mình không có dám hứa hẹn gì hết, có thể xảy ra những cái biến cố mà người ta chưa kịp uống hết những cái lọ thuốc mà người nhà đã coi như là dồn dồn hết sức, cả gọi là tiềm lực kinh tế để mà cố gắng cứu người đó, dồn hết sức để mua thuốc á, nhưng mà lọ thuốc dở dang người không còn để mà uống cho tới hết lọ thuốc, rất là đau lòng luôn ha. Và vì vậy cho nên mình khuyên mấy bạn là nếu mấy bạn không có được một cái hậu thuẫn về về vững chắc để mà xử trí những cái trường hợp biến chứng này á, thì tốt nhất mấy bạn đừng dính tới ca này, đừng có dính tới điều trị mà siêu vi C mà xơ gan mất bù, mấy bạn dễ bị đổ thừa lắm, nhất là mấy bạn ở những cái vị trí tuyến đầu dễ bị bệnh nhân đổ thừa lắm. Cho nên thôi, để cho người ta lên chuyên khoa đi thì có gì người ta cũng là hài lòng là người ta đã đi tới cái cửa là chuyên khoa rồi, người ta khỏi đổ thừa. Chứ thiệt ra ngay tới bệnh viện nhiệt đới thì cũng đâu có làm gì hơn mấy bạn, thấy nặng quá thì cũng thua thôi ha, nhiễm trùng bán mà nó vi trùng kháng thuốc thì cũng thua đó. Nói tóm lại là đừng có để rơi vô ha, đừng có để người ta rơi vô tới cái cảnh này mới điều trị, thì có là điều chia sẻ hết sức là tâm huyết với mấy bạn đó. Rồi bây giờ nếu theo dõi trong quá trình điều trị thì như thế nào? Uống hết lọ đầu tiên là 4 tuần nha. Cái lọ nó thiết kế có 28 viên, uống đúng 4 tuần là hết lọ thứ nhất. Thì đơn giản nhất là làm lại men gan và bắt buộc nha mấy bạn. Lý do tí nữa mình sẽ nói, bắt buộc rất đơn giản phải làm lại cái men gan sau khi uống hết lọ đầu tiên. Và nhớ một cái không làm nè, là không được định lượng siêu vi C nữa, tức là theo phác đồ từ 2021 tới giờ người ta đã bỏ cái chuyện này rồi. Cho nên nếu bệnh nhân xài bảo hiểm y tế mà bạn quen tay mà bạn làm cái định lượng này là bạn bị đền tiền nha. Mà nếu bệnh nhân không xài bảo hiểm y tế thì sao, thì bạn tội lỗi với bệnh nhân lắm, tự nhiên bắt người ta định lượng chi tội nghiệp. Không có cần đâu, tại vì nó thành công cao lắm rồi, cho nên không cần phải định lượng ở thời điểm 4 tuần nữa. Ngày xưa á, khi mà thuốc nó mới ra đó, người ta còn bán tín bán nghi, người ta sợ không biết nó đi thất bại giữa chừng không, cho nên mới định lượng sau 4 tuần coi nó có ngon ăn không đã, để còn lỡ mà còn ngưng thuốc đó, nó có những cái gọi là đáp ứng không tốt rồi phải kiểm tra lại tuần thứ 8, rồi nếu nó tăng lên thì ngưng thuốc. Đó là những chuyện xa rồi diễm, xưa rồi diễm, bây giờ nó ngon lắm rồi cho nên chả cần thèm định lượng chi hết trơn á. Nhớ nha, không cần định lượng, chắc chắn có định lượng hoặc là nó mất tiêu rồi, hoặc là nó cũng còn có chút xíu rồi nó cũng mất thôi, cho nên nhớ bỏ đi, không định lượng nữa rồi. Nhưng nếu mà những cái bệnh mà nặng á, là người ta đã xơ gan hay có bệnh lý thận gì đó, nhất là xơ gan mất bù á, thì mấy bạn vẫn làm một bộ đầy đủ ha, nhất là mấy bạn xài ribavirin phải nhớ đó, công thức máu nè, tình trạng thận nè, rồi nếu mà chức năng gan người ta tệ thì bạn vẫn phải kiểm tra albumin với TQ để chi, để mình còn còn có cái cửa lui và mình nói với bệnh nhân, tức là mặc dù uống thuốc như vậy mà tình trạng chức năng gan nó có tệ đi không, đúng không? Người ta xơ gan mất bù rồi mà bạn cho uống xong lọ đầu tiên mà bạn thấy cái TQ phần trăm vẫn tụt, albumin vẫn tụt, thì bạn cũng chuẩn bị là báo tin cho người nhà, người ta chuẩn bị tinh thần không biết có đi được hết tới cái lọ thuốc thứ ba hay không, ví dụ vậy. Tất cả những chuyện này mình phải làm, mình có mới có bằng chứng để mà mình tư vấn cho người nhà và để cho người ta có cái chuẩn bị tinh thần ha. Chuẩn bị thật ra cái tin dữ nếu mà nó đột ngột nó xảy ra nó sẽ đau xót hơn là người ta có một cái chuẩn bị tâm lý rồi, mấy bạn cứ nhớ vậy. Và mình cũng chia sẻ mấy bạn là không bao giờ mấy bạn nói tin dữ cho hay là nói tiên lượng xấu cho bệnh nhân nha. Có một cái mẹo, bạn muốn nói cái gì thì thường là mình bao giờ cũng vậy, muốn nói chuyện xấu thì mời bệnh nhân ra giả bộ kiếm chuyện đi đâu đó thì mời người nhà nói riêng, thì bao nhiêu cái chuyện tiên lượng xấu này nọ là mình nói cho người nhà, bởi vì họ là người phải hứng chịu cái đó, còn người kia đi lên cõi trên rồi còn có biết nữa đâu, mà mình nói trước làm chi cho người ta buồn. Và cái tâm lý của người ta rất là quan trọng, mình đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân cái tâm lý người ta quan trọng lắm, thật sự mình biết là người ta là cũng thua lắm rồi đó, nhưng mà gặp mặt người ta là mình cứ cười toe toét, mình nói trời hôm nay đỡ lắm rồi, khen người ta này nọ, tự nhiên mình thấy người ta phấn chấn lên, và nhiều khi người ta có những cái kết quả nó cải thiện bằng một luôn á. Là mấy chục năm trong nghề, mình xin thành thật chia sẻ mấy bạn chuyện đó, tức là mình là người hai mặt,
đứng trước bệnh nhân thì mình khen đủ thứ, mình khích lệ đủ thứ hết á, nhưng mà mặt sau khi gặp người nhà thì mình phải nói cái sự thật để cho người nhà họ có cái chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà đương nhiên cái sự thật mấy bạn nói nó cũng vừa vừa thôi, đừng có nói phũ phàng quá, tại vì cũng khi người ta đã đưa tới bệnh nhân nặng mà tới với mình là người ta rất là mong chờ, người ta mong chờ có một cái kỳ tích nào đó người nhà ta có thể cứu được, thì mình cũng lựa lời mà nói. Tại vì cũng nhiều bạn là thành thật thẳng thắn quá, cứ nói thua rồi nha, này nặng lắm đó, là coi như là gì đó ha, 10 phần thì còn đứa 1 phần, ví dụ vậy. Mà đôi khi nó cũng có thể là như vậy được, nhưng mà nhiều khi mình nói thì tội người ta ha, mình cũng lựa lời nói sao cho nó khéo khéo một tí đó. Thì nhắn mấy bạn là điều trị mấy bệnh nhân mà nặng nó khổ tâm lắm vậy đó, người ta đang bỏ tiền ra, người ta uống thuốc và người ta rất hy vọng, thì mình phải nói sao cho nó khéo khéo. Rồi lý do làm sao mấy bạn phải làm men gan ở ở thời điểm này là nó có một cái tiêu chuẩn mà ngay cả những cái guideline của Âu Mỹ họ vẫn còn giữ cái chuyện này khuyến cáo nha mấy bạn. Tức là nếu uống, người ta vốn có thể viêm gan siêu vi C nó đã tăng men gan, mà thậm chí men gan nó bình thường, nhưng mà mấy bạn cho uống 4 tuần xong mà tự nhiên bạn thấy men gan nó tăng vọt lên, nó tăng gấp 10 lần so với cái thời điểm trước khi bạn điều trị đó, là thôi stop liền. Nó có một cái phản ứng gì đó không giải thích được, nó có phản ứng với thuốc một cách rất là bất thường là phải stop liền, hoặc là nó không có tăng hơn 10 lần nhưng mà nó vặn khè ra rồi những cái chỉ số về chức năng gan rồi nó xấu đi, là mấy bạn cũng phải stop liền nha. Tại vì mình không không hiểu cái này, người ta cũng chưa giải thích được vì sao, nhưng rủi ro nó đã có và người ta khuyến cáo như vậy, tức là 1 4 tuần mà thấy có vấn đề như vậy stop liền nha. Còn ngoài ra nó có những cái tình huống là nó không tới nỗi tăng dữ dội, hoặc là nó không có triệu chứng gì ha, nó không tăng trên 10 lần nha, nó chỉ tăng mà không tăng trên 10 lần và nó không hề có một cái triệu chứng vàng da vàng mắt hay suy gan gì cả, thì trong trường hợp đó thì không lẽ bỏ, không lẽ thất buông tay, thì cũng ráng dùng tiếp, nhưng mà nhớ theo dõi chặt chẽ men gan mỗi 2 tuần, tức là 4 tuần nè, 6 tuần theo dõi nữa, 8 tuần theo dõi nữa. Và nếu ở cái tuần thứ 6 chúng ta thấy nó tiếp tục nó tăng lên thì chúng ta ngưng, hoặc là tới tuần thứ 8 nó tiếp tục nó tăng lên thì chúng ta cũng phải ngưng nha. Thì cái đó là chia sẻ với mấy bạn lý do tại sao uống lọ đầu tiên là mấy bạn đơn giản nhất, mấy bạn phải nhìn vô men gan, mặc dù người ta khỏe re không có chuyện gì hết, mấy bạn cũng phải ngó lại cái men gan là như vậy đó. Và cũng chia sẻ luôn là chuyện này sách vở nói thôi, chứ trong 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 cái cuộc đời điều trị của mình từ lúc mà có DAA á, thì mình có ngay tại nhiệt đới mình có nghe nói có một trường hợp, nhưng mà cái người đó mình không có trực tiếp điều trị và thật sự cũng không dám, ai dám chắc là đúng là do DA hay là bệnh nhân, tại vì bệnh nhân hay uống thêm thuốc gia truyền mấy đời gì đó thì không có biết là bệnh nhân bị cái phản ứng do những cái thuốc thảo dược gì nó hay không đó, cho nên là cũng không khẳng định được nha. Nói tóm lại trường hợp này cực kỳ hiếm nhưng mà nó có thể xảy ra và chúng ta phải thận trọng. Rồi bây giờ uống hết lọ thứ hai là 8 tuần thì sao? Nếu những trường hợp nặng thì chúng ta vẫn phải đúng bài làm lại ha, sơ gan mất bù, suy thận thì công thức máu creatinine, và men gan cũng phải lưu ý nếu men gan nó còn tăng, hoặc là nếu mà bệnh nhân có bệnh gì phối hợp mình thấy men gan không ổn đó, thì mấy ví dụ như gan nhiễm mỡ hay là có bệnh kèm theo gì đó thì mấy bạn phải phải để ý thêm cái men gan cho bệnh nhân ha. Rồi còn nếu mà đã suy chức năng gan thì đương nhiên vẫn từng dặn mấy bạn phải ngó coi chức năng gan nó có tốt lên được tí nào không, hay là nó đang tệ dần đi ha, để mình tiên lượng cho bệnh nhân. Còn lại tức là gì, nếu bệnh nhân mà là F từ 0 cho tới 3 ha, hoặc là sơ gan mà F4 mà sai A, tức là nó phơi phới nó chả có gì hết, chức năng nó bình thường, thì nghỉ xả hơi nha. Lọ thứ hai là nghỉ xả hơi không làm gì hết ở thời điểm này. Rồi bây giờ tới 12 tuần là uống tới lọ thứ ba. Uống lọ thứ ba thì tương tự vậy, nếu những trường hợp mà có xài dipropionin siêu thận thì vẫn phải làm đầy đủ các bộ. Và tới 12 tuần thì mấy bạn để ý có một cái nữa là tầm soát ung thư bằng AFP với siêu âm bụng. Nếu người ta ngay từ đầu người ta đã F3 thôi nha, không cần F4 nha, chỉ cần F3 thì ở 12 tuần mấy bạn phải làm lại cái tầm soát ung thư bằng AFP và siêu âm bụng rồi. Thì cái này cũng chia sẻ luôn, mặc dù người ta khuyến cáo là ở khi dùng tới lọ thứ ba là 12 tuần á, thì là từ F3 trở lên thì mới dùng, hoặc là có nguy cơ HCC, tức là có những cái người quan hệ huyết thống với ung thư. Nhưng mà mình khuyên mấy bạn là có thêm một đối tượng nữa, mặc dù không ai nói, chưa có sách vở nào nói, đó là vì những người họ hơi lớn tuổi đó. Thì tại vì mình có một cái kinh nghiệm cũng đáng buồn là cái người người bệnh nhân đó đã khoảng 70, khoảng 70, và cụ 70 mà ơn trời bà chưa có xơ gan, bà chỉ là F F2 thôi. F2 và điều trị thì tới thời điểm 12 tuần nè, thì trước điều trị thì mình đã tầm soát tất cả mọi thứ rồi. Như thời điểm 12 tuần thì mình cũng có hơi chủ quan tại thấy bà cụ chỉ là F2 thôi mà bà khỏe lắm kìa.
tất cả mọi thứ bình thường, cho nên không có tầm soát ung thư ở thời điểm này, bà chỉ là F2 không có tầm soát ung thư. Nhưng mà sau đó, tức là sau khi ngưng trị 12 tuần, thì lúc đó tí nữa chúng ta sẽ nói tới thời điểm đó là bắt buộc phải là đánh giá đầy đủ đó, là tầm soát ung thư vào thời điểm đó, tức là đã 6 tháng trôi qua tính từ lúc chúng ta bắt đầu điều trị đó, thì lúc đó mới lòi ra một khối ở trong gan. Thì lúc đó mình cứ rây rứt hoài, nó không biết là lúc 12 tuần kết thúc mà mình làm sớm cho bà cụ thì có thể là mình phát hiện ngay thời điểm đó thì nó đỡ hơn cho bà cụ không. Nhưng mà ơn trời thì nói chung là cũng kịp thời, thời điểm đó thì phát hiện nó cũng còn nhỏ lắm, nó chỉ khoảng 1-2 cm thôi, và nghe nói là kết quả cũng rất là tốt. Nhưng mà chia sẻ thêm mấy bạn là không F3 nhưng mà già già quá thì mấy bạn cũng nên rà kỹ một chút ha, 3 tháng mình là rà chắc ăn. Và thêm một cái nhớ nữa là nha, cuối cùng uống hết 3 lọ cũng không có định lượng CVC ở thời điểm này nha. Tức là những người mà họ chỉ xài liệu trình 12 tuần 3 lọ thì uống hết lọ thứ ba mấy bạn cũng không có làm định lượng CVC đâu nha. Rồi, còn nếu những trường hợp mà phải điều trị 24 tuần, tức là xơ gan mất bù mà không dung nạp được ribavirin bị thiếu máu gì đó, thì mấy bạn phải kéo dài 24 tuần đó, thì mấy bạn vẫn phải tiếp tục đúng bài công thức máu creatinine men gan, tình trạng chức năng gan mỗi 4 tuần làm đầy đủ cho tới cái lọ cuối cùng, tức là lọ thứ 6. Và cũng nhớ là tới khi tới lọ thứ 6 là nó đã đủ đủ thêm một cái 12 tuần nữa thì lại tầm soát ung thư lại, nhớ nha, làm AFP với lại siêu âm bụng nha. Tức là mỗi người mà điều trị 24 tuần thì 12 tuần tầm soát ung thư, rồi tới 24 tuần tầm soát ung thư nữa, và nhớ là cũng không có định lượng CVC. Thì cái này á, nếu mấy bạn nhìn lại cái phác đồ năm 16 thì người ta cho làm ở thời điểm này nha. Tức là người mà điều trị 24 tuần thì kết thúc cái lọ thứ 6 người ta cho định lượng CVC. Nhưng bây giờ cũng không luôn, tức là 4 tuần cũng không, mà tới 6 24 tuần, tức là 6 tháng cũng không định lượng CVC luôn. Rồi, tức là uống hết ha, hoặc là 3 tháng hoặc là 6 tháng là xong xuôi thuốc rồi đó. Tính từ thời điểm mà uống tới cái viên thuốc cuối cùng sau 12 tuần. Nhớ nha, mấy bạn nhớ là ngưng trị 12 tuần, tức là uống tới cái viên thuốc cuối cùng của liệu trình, hoặc là liệu trình 12 tuần, hoặc là liệu trình 24 tuần gì đó. Sau khi đã ngưng thuốc 12 tuần rồi thì tất cả chúng ta đều làm một cái bộ đầy đủ hết, coi lại đánh giá công thức máu, tình trạng thận, men gan, chức năng gan đầy đủ luôn. Rồi, và cái định lượng siêu vi C nha. Nhớ nha, lúc này mới được định lượng, tức là người ta đã uống thuốc xong xuôi rồi, ngưng thuốc 3 tháng rồi đó, 12 tuần là 3 tháng, thì chúng ta mới định lượng siêu vi C, chúng ta đánh giá lại cái sơ hóa, đánh giá lại cái sơ hóa gan. Và lúc này bắt buộc ai cũng phải tầm soát ung thư hết. Bởi vì sao? Nếu người ta điều trị 12 tuần thì ngưng 12 tuần là nó đã thành 24 tuần rồi, thì lúc đó là thời gian đủ 6 tháng là phải tầm soát ung thư. Thì đó, mình nói cái bà cụ mà 70 đó là tới chừng thời điểm này là ngưng trị 12 tuần, siêu vi thì ngon lành dưới ngưỡng, nhưng mà bà cụ lại lòi ra một cục đó. Và ở thời điểm này bạn đi kết quả định lượng siêu vi C nếu mà nó dưới ngưỡng phát hiện, tức là ngưỡng nó khoảng 15 hoặc là 10 IU, mà thường là ngưỡng 15, thì lúc đó chúng ta coi như là đạt SVE 12. Thì cái chữ SVE đó cho nó dễ nhớ thôi, chứ mà bạn biết nó từ cái chữ viết tắt tiếng Anh như vậy nè. Hôm nay mình bổ sung, mình viết thêm vô cái tài liệu gửi cho mấy bạn thì mình sơ ý không có viết sẵn, cho nên có một số bạn hiểu lầm. Thì hôm nay mình viết thêm cho mấy bạn thấy ha, cái chữ viết tắt tiếng Anh là vậy. Có nghĩa là gì? Là đáp ứng siêu vi bền vững. Và cái số 12 đó là gì? Ngưng trị 12 tuần, chứ không phải là 12 tháng nha. Ngưng trị 12 tuần thôi, tức là 3 tháng thôi. Thì ngày xưa, nếu mà bạn nào đọc những cái tài liệu trước thì nó còn thêm SVE 24 nữa, tức là ngưng trị 24 tuần nữa nha. Nhưng mà sau này người ta thấy ngưng 12 tuần nó ngon, nó không tái phát thì nó đã đủ ngon rồi, cho nên không cần làm tới 24 tuần nữa. Và như vậy thì bây giờ cái tiêu chuẩn khỏi bệnh là chỉ cần SVM 12 là coi như khỏi bệnh nha. Cái này nó khác với lại cái guideline cũ, cái phác đồ cũ năm 16, thì năm 16 người ta nói tới SVM 24, tức là sau khi ngưng trị 24 tuần nữa. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần là đạt đáp ứng siêu vi bền vững, có nghĩa là ngưng trị 12 tuần rồi mà không có đứa nào lòi ra được ha, không có đứa nào xuất hiện nó vẫn âm tính, thì chúng ta ngầm hiểu là thật ra uống từ cái lọ đầu tiên là nó đã âm rồi đó mấy bạn. Rồi mấy bạn cho người ta ngưng thuốc 3 tháng sau mới đánh giá lại ha, thì rõ ràng là cái DAA là nó hiệu quả thần kỳ luôn đó. Từ những cái guideline này mấy bạn thấy là điều trị mình chỉ cần định lượng một lần thôi, một lần lúc đầu tiên thôi. Rồi sau đó thì ở thời điểm này thì hình cho có bạn thắc mắc là bệnh nhân nghèo khó khăn quá rồi lần làm tốn tiền, khỏi làm luôn nha. Chắc chắn nếu mà mấy bạn xét nghiệm men gan đồ cái thứ nó đẹp đẽ, tất cả mọi thứ tầm soát ung thư cấp thì bình thường, khỏi làm định lượng chi, 99% là nó không có đâu ha, xui lắm luôn ha, cái chuyện xui lắm luôn mới có, chứ ban học mấy bạn cũng không không làm cũng không ai trách.
thì coi như là khả năng là thành công nha. Nhưng mà dù sao nếu bệnh nhân có điều kiện làm thì mình thấy ngon hơn đúng không ạ? Tại vì mình điều trị người ta trước đó, số lượng suv mình phải có một cái bằng chứng dưới ngưỡng đưa người ta cho nó sướng mắt chứ, chứ còn lặng lẽ rút lui thì nó cũng hơi băn khoăn. Nhưng mà biết sao được, nếu người ta quá khó khăn thì mấy bạn có thể không làm, nhưng mà mình vẫn khuyên mấy bạn là nên làm để có bằng chứng, để khỏi bị đổ thừa là tôi đã điều trị xong thành công rồi đó. Rồi bây giờ sau khi ngưng trị thì làm gì nữa? Nếu mà người ta từ F0 tới F2 thì coi như nói lời từ biệt, tức là xong chuyện CVC rồi đó nha. Còn lại thì người ta cứ kiểm tra như một người bình thường, thì ai cũng phải kiểm tra sức khỏe định kỳ 5 lần như người bình thường thôi, nói lời từ biệt. Rồi, nhưng nếu người nào mà từ F3 trở lên, tức là F3, F4 hoặc nặng hơn nữa, ha, nặng hơn nữa thì mấy bạn biết rồi, thảm là đủ thứ chuyện luôn á. Thì những trường hợp này thì mình vẫn phải phải còn có nhiệm vụ là theo dõi tiếp cái diễn tiến nó sơ hóa như thế nào. Đang rồi coi những cái biến chứng, tức là mấy bạn vẫn phải theo dõi như một người sơ gan mà trước đây là chưa được điều trị đó, tại vì cái gan nó đâu có lành lại được đâu, cho nên mấy bạn vẫn theo dõi. Có nghĩa là ví dụ người ta đã từng giãn tĩnh mạch thực quản đã thắt thì mấy bạn phải định kỳ cho người ta soi coi có cục nào phình lên thì thắt, để nó bể bụp ra một cái thì thảm lắm nha. Rồi rồi những người nếu mà rủi ro họ có dịch bán thì này này nọ, mấy bạn vẫn phải điều trị tất cả như trước ha. Còn chia sẻ thực tế lâm sàng với mấy bạn thì sao? Thì có những bệnh nhân nói thật nó nói cũng là số trời, tức là nếu người ta ở khoảng chừng chai bi thôi mấy bạn, F4 mà chai bi thôi, tức là chưa có quá tệ đó, thì thật ra mình thấy nhiều người nó cũng hồi phục ngoạn mục lắm á. Thậm chí là nếu mình theo dõi FibroScan xong mình thấy nó rời xuống F2 luôn ha, tức là F4 mà chai bi rồi nó F2. Mặc dù có một chuyện rất là buồn cười là ở trên thế giới người ta không có khuyến cáo là sau khi điều trị rồi mình tiếp tục đánh giá sơ hóa để mình coi cái hiệu quả nó giảm sơ gan, người ta không có khuyến cáo, tại vì người ta thấy là nó cũng không có tỷ lệ thuận gì, nói chung là cũng không có khả quan gì lắm. Người ta chỉ yêu cầu mình là theo dõi cái biến cố, tức là nói theo cái chuyện nó nặng hơn thôi, chứ người ta không nói mình mong chờ là thấy nó cải thiện được cái độ ép. Nhưng mà tại nhiều bệnh nhân mình, người ta cũng quan tâm, người ta cũng tò mò, người ta hay xin làm thì mình cũng cứ thử làm coi, thì phải thấy là có nhiều trường hợp nó trở ngược lại được đó. Nó trở ngược lại F2 mặc dù nó đã là F4 chai bi. Nhưng khi mà là F4 chai C rồi á, tức là mất bù, nó đã phù, đã bán rồi thì thảm lắm mấy bạn, khó lòng lắm. Thật nữ nhiều khi điều trị tốn một mớ tiền, người ta phải điều trị tới 24 tuần á. Tại vì nặng quá rồi, thiếu máu rồi, đâu có xài ribavirin được. Rồi cuối cùng cũng ra vô bệnh viện, rồi cuối cùng cũng mất, rất là đau lòng nha. Thành ra phải nói với bạn là bởi vì phát hiện ra ráng năn nỉ chữa từ sớm đi, cuộc đời nó tươi đẹp lắm, đừng có để mà nó vô sơ gan. Rồi còn một chuyện nữa là mấy bạn coi cái đối tượng của mình có phải cái đám lo cho nguy cơ không ha. Mấy bạn biết rồi đó, lo cho nó có chích choác hay gì đó mình nghi ngờ chuyện đó đó, hoặc là gì thì là mấy bạn phải cảnh báo nó là phải cẩn thận giữ mình. Nếu điều trị tốn một mớ tiền, điều trị thành công vậy rồi mà lộn xộn nữa là tái nhiễm. Và nếu thật sự có những bệnh nhân, nếu mà mình tin tưởng được á, thì dặn là lỡ mà có lỡ dại, có hành vi nguy cơ vậy đó thì đi kiểm tra lại coi có bị dính lại không ha. Còn nếu mà không thì chí ít là cũng nên để ý theo dõi cái tình trạng men gan. Mấy cái đứa mà nguy cơ cao vậy mà thấy men gan tăng thì phải kiểm lại siêu vi, nhiều khi nó lại bị tái nhiễm lại mất rồi đó. Mấy bạn phải nhớ tùy cái đối tượng của mình ha, chứ không phải là ai cũng F0 ha, từ F0 tới F2 thì mình nói lời từ biệt đâu. Nó mà nguy cơ thì mình lại phải nhắn nhủ theo cái kiểu khác. Và chỗ đây mấy bạn cũng mở ngoặc nhớ nhắc lại giùm ta, mai mốt đừng có lấy anti HCV dương tính mà hoảng hồn, tại vì anti HCV nó sẽ còn dương tính hoài nha, còn dương tính hoài. Nhưng đương nhiên nếu khi lấy anti HCV nó vẫn còn dương tính mà thấy có cái gì đó bất ổn, men gan tăng gì đó thì phải làm lại CVC ha, hoặc là người ta đi khám sức khỏe ở đâu đó bị lòi cái anti HCV dương tính và người ta yêu cầu mình trả lời là người ta có bị có còn CVC hay không, thì mấy bạn đừng dại dột nói không nha, làm sao biết, ai biết người ta làm gì, phải không? Cho nên là mấy bạn đừng bao giờ dại dột khẳng định, mặc dù trong đầu mình cũng nghĩ là có thể là nó không đâu, anti HCV nó còn dương tính suốt đời, nhưng mà ai thắc mắc hỏi thì mấy bạn cứ làm lại RNA HCV ở thời điểm đó rồi mình trả lời theo thời điểm đó nha, chứ không có bao giờ mình dám nói trước, ai biết người ta làm gì, nó tái nhiễm dễ lắm á. Rồi bây giờ mình nói tới những cái đối tượng đặc biệt ha. Giờ suy thận thì rất là mừng đó mấy bạn, tức là với những cái tiến bộ và nói chung là người ta sử dụng nhiều quá rồi, tự người ta rút ra kinh nghiệm rồi, người ta nói cho mình nghe thôi đó. Tức là những cái guideline ở thế giới mình toàn người ta sử dụng nhiều thì mình dựa vô guideline thế giới thôi, thì người ta đã khuyến cáo ha, tức là những đây là những cái hiệp hội gan mật lớn của Mỹ và của châu Âu đó, thì từ năm 20 họ đã khuyến cáo là
độ thanh lọc mà trên 30 á, thì không không điều chỉnh là đương nhiên rồi, tức là suy thận mà giai đoạn 2 ha, giai đoạn 2 bạn thì là thì giai và giai đoạn 3 nó cũng còn chấp nhận được ha, giai đoạn 3 cũng còn chấp nhận được thì chưa cần chỉnh liệu, thì đó là mức độ chứng cứ rất là mạnh 1A luôn. Nhưng mà sau này rơi xuống giai đoạn 4, giai đoạn 5 luôn thì vẫn vẫn xài luôn nha. Và ở đây thì người ta cái phác đồ của Bộ Y tế mình thì họ nhắc tới là sofosbuvir, venba với dalacavir, họ không đã động gì tới cái ledipavir, nhưng mà thật ra thì ledipavir cũng có thể xài được, cũng có thể xài được, nhưng mà thôi nếu mà ở Việt Nam mình, nếu mà bệnh nhân mà dính tới suy thận rồi đó thì thôi mấy bạn chọn cái phác đồ có venbatacvir cho chắc. Thì Lady thì dù sao nó cũng là cái nguy cơ lên thận nó nhiều hơn cái Pemba. Rồi. Và đương nhiên tới cái cửa này thì thôi mấy bạn đừng có xài ribavirin chi ha. Đừng bằng xài ribavirin chi. Thành ra nếu bệnh nhân gọi là quá xui, vừa xơ gan mất bù mà vừa suy thận nữa, thì chỉ có cái cửa là liệu trình DA 24 tuần cho nó lành nha. Chứ còn không có cái cửa nào. Tại vì mấy bạn cũng biết rồi, hễ mà suy thận là thế nào cũng thiếu máu à. Nó suy thận là thiếu máu nha. Làm sao mà dùng ribavirin nổi nữa. Rồi, bây giờ chúng ta có một cái mới nữa là thuốc dành cho trẻ em. Thì lúc trước á, là phác đồ là chỉ dành cho 18 tuổi trở lên đúng không? Thì bây giờ cái đám trẻ người ta chia làm hai nhóm. Cái nhóm 12 tới 17 tuổi thì coi như khỏe re, nó xài y chang như người lớn nha. Y chang như người lớn thì mình có hai loại thôi mà. Sofvel với Soflet ha, thì nó nếu mà tình trạng nó thường con nít thì nó cũng có xơ gan gì đó thì phần lớn là chúng ta xài rất là đơn giản. 12 tuần, 12 tuần Sofvel, Soflet. Nhưng mà cái đám rắc rối là đám này nè. Trên 3 tuổi thì mới bắt đầu điều trị, dưới 3 tuổi thì DA người ta chưa có nghiên cứu trên trẻ nhỏ dưới 3 tuổi nha mấy bạn, cho nên con nít phải 3 tuổi trở lên thì mới bắt đầu điều trị. À, thì sẵn gần như có một bạn hỏi là cái chuyện mà con nít thì sao đó, nếu má nó có bầu á mà có thai thì cái đứa nhỏ có nguy cơ gì không? Thì thật ra đứa nhỏ đương nhiên nó có nguy cơ lây chứ, nhưng không có cách gì mà ngăn chặn như CVB được hết mấy bạn, thì chỉ biết thắp nhang cầu nguyện thôi. Thì thật ra thì cái khả năng lây cho nó thì cũng khoảng không nhiều lắm, 24 đến 6%, và sanh nó ra thì cũng không biết được. À, nếu mấy bạn muốn làm xét nghiệm thì cũng chờ, thường là mình đơn giản nhất là mình đi tìm cái kháng thể đó, tại vì cái kháng thể nó có thể truyền qua cho đứa bé qua nhau, thì thành ra là phải chờ nó trên 18 tháng ha, hoặc là 2 tuổi gì đó mấy bạn làm đơn giản căng tin HCV. Nếu rủi ro mà thấy bé còn dính cái kháng thể thì chờ nó tới 3 tuổi đi, thì mấy bạn mới làm định lượng RNA CV, tại vì tốn tiền làm triệu mấy ngó chơi chi cho con người ta sợ cũng có chữa được đâu ha. 3 tuổi trở lên thì mình mới mới được phép dùng DA cho nó. Rồi thì ở đây thì đó chia sẻ với mấy bạn là có những cái liều theo cân nặng, bạn mới biết một cái viên Sofvel nó làm 400 sofosbuvir và 100 venbatacvir đó, còn bẻ làm sao cho ra cái này nửa viên, cái này không biết cỡ luôn ha, không biết làm sao mà bẻ luôn đó. Còn cái viên Soflet thì nó là 400 sofosbuvir và 90 ledipavir, thì với cái liều này mấy bạn hình dung xong mấy bạn bẻ thảm lắm. Cho nên là có thì cũng như không có, mình có dạng viên nhỏ, người ta có những cái viên rất là nhỏ có thể xài 2-3 viên tùy theo cái cân nặng tính ra cho nó, mình có. Cho nên là sáng tác không chia nhỏ viên người lớn không, thì thật ra hỏi mấy hãng dược thì không ai dám có ý kiến hết nha, không ai dám có ý kiến về cái chuyện bẻ viên hết. Thành ra mình có thể chia sẻ mày một cái của Mỹ á, thì họ vẫn là chia liều, nhưng mà họ có cái cửa này nè, nó thấy cũng hay, tức là nếu mà trẻ trên 3 tuổi mà cái cân nặng của nó trên 35 kg thì đối với cái guideline của Mỹ là cho luôn nguyên viên được rồi nha. Còn nếu mà trẻ trên 3 tuổi mà cân nặng nó trên 30 kg thì cũng xài luôn một viên Venba. Như vậy thì tóm lại cũng may mắn, trong thực hành lâm sàng thì nó cũng giống như CVB mấy bạn, lạ lắm, con nít ít khi nào nó gây tổn thương gì ghê gớm lắm, BC gì cũng vậy thôi à. Mình đã thôi mình ráng nuôi cho nó trọng trọng chút đi, nó trên chừng 30 kg thì là mình xài được viên Venbatacvir cho bé rồi, không có bẻ không có gì hết ha. Thì nhiều đứa mà nó bự á, nó chừng 5-6 tuổi có nhiều bé nó cũng đã tới 30 kg rồi. Thì nói tóm lại là con nít thì mấy bạn ráng nuôi cho nó bự bự chút xíu thì mới xài thuốc được, chứ nhỏ quá hiện giờ mình chưa có cái viên nào nhỏ cả. Rồi bây giờ cái phụ nữ có thai và cho con bú thì không có dữ kiện nào trên đó hết nha. Thì như vậy thì người ta mới nói là vì không có sử dụng trong thai kỳ được, cho nên nếu mà chuẩn bị có bầu thì lo lo kiểm tra trước đi, kiểm tra trước mà lỡ dính thì chữa chữa đi rồi có bầu, tại chữa có 3 tháng là xong thôi nha. Và người ta có một cái chuyện thú vị, đó là theo cái guideline của Mỹ năm 21 họ có nói một chuyện đó, mình thấy cái ý tưởng này cũng hay, là tức là trong thai kỳ nếu mà phát hiện bị con siêu vi C thì đâu có chữa được, ngay trong thai kỳ thì không có chữa được nha, thì đương nhiên cũng giải thích cho người ta và sanh bé ra thì mình sẽ chữa.
Nhưng mà người ta khuyên một cái là kiểm tra lại sau khi sanh đi, tại vì người ta theo dõi một số thai phụ á là sau khi sanh xong kiểm lại chả còn con nào để chữa luôn, là nó thải trừ được siêu vi C. Thì mấy bạn nhớ cái bài siêu vi B mình cũng đã nói, tức là cái người phụ nữ sau sanh nó có một cái trạng thái giống như nó hồi phục miễn dịch vậy đó, cái đáp ứng nước miễn dịch nó mạnh lắm, cho nên là nó có những cái đối với siêu vi B thì nó lại gây phiền phức là nó gây bùng phát, nó gây bùng phát một cái viêm gan bùng phát sau sanh. Nhưng mà đối với siêu vi C thì nó lại thải trừ, nó lại thải trừ được con siêu vi C. Sau khi có bầu thì có siêu vi C nhưng mà sanh ra nó cũng dằn mất ra ngoài luôn rồi, khỏi tốn tiền chữa ha. Thì đó, nhưng chỉ khó chịu cái là nếu có bầu rồi mà phát hiện siêu vi C thì cái ám ảnh nhất của người mẹ là gì, trời ơi, không biết con tôi có bị lây không, đúng không? Bây giờ chỉ có thắp nhang cầu nguyện thôi chứ đâu có cách gì, số trời thôi. Nhưng mà dù sao cái xác suất nó may là cũng không có nhiều lắm ha. Rồi còn cái chuyện đồng nhiễm siêu vi B với siêu vi C thì giống như bài trước mình đã nói với mấy bạn rồi đó, tại vì nó đụng tới chuyện, thành ra mình phải bưng cái phác đồ 2021 này để nói chuyện gắn vô tới bài siêu vi B nó, thì tới phác đồ này nó khác. Còn nếu mấy bạn đọc cái phác đồ siêu vi B của Bộ Y tế mình năm 19 á, mấy bạn sẽ thấy cái chuyện mà phòng ngừa lây nhiễm siêu vi C, đồng nhiễm siêu vi C này nó lộn xộn lắm nha. Cho nên mấy bạn nhớ là mấy bạn cái phần mà đồng nhiễm BC thì mấy bạn phải áp dụng cái mới nhất của nhà nước mình, tức là phác đồ siêu vi C 2021, chứ mấy bạn không áp dụng cái phần đồng nhiễm trong phác đồ của siêu vi B năm 19. Đây là phác đồ của siêu vi C năm 21, thì đằng nào hai đứa nó cũng đồng nhiễm với nhau, nhưng mà mình sẽ áp dụng cái mới nhất. Thì đó, nói chung ngắn gọn cái mới nhất là gì, là C thì cứ chữa bình thường không có chuyện gì, B có chỉ định điều trị cũng chữa bình thường nha, để ý một chút cái chuyện tương tác thuốc thôi. Còn nếu B chưa có chỉ định chữa thì phải điều trị dự phòng, và điều trị dự phòng thì chỉ đơn giản là trong thời gian điều trị siêu vi C và 12 tuần sau đó thôi. Rồi sau đó thì mình cứ đánh giá lại toàn bộ cái tình trạng tải lượng siêu vi chức năng gan gì đó, và chúng ta trở lại cái trạng thái như ban đầu nha. Tức là nếu sau khi mấy bạn điều trị dự phòng rồi mấy bạn ngưng thì mấy bạn cũng phải nhớ là gì, coi chừng nó không còn bình yên như lúc trước nữa đó. Mấy bạn cứ nhớ tâm niệm vậy, nó đang yên đang lành mấy bạn bỏ vô điều trị dự phòng, thì khi mấy bạn ngưng điều trị dự phòng thì mấy bạn trở lại cái trạng thái theo dõi như ban đầu. Nhưng mấy bạn nhớ trong một cái khoảng thời gian đầu mấy bạn chặt chẽ hơn, ví dụ như lịch người ta có thể là theo dõi mỗi 3 tháng trước đó, nhưng mà sau khi mấy bạn ngưng thuốc thì mấy bạn chịu khó theo dõi men gan mỗi tháng liên tiếp thử coi nó có bất thường vậy hay không. Nếu mà mấy bạn vừa ngưng thuốc tháng sau mấy bạn thấy men gan bất thường thì thôi chắc là phải xử luôn rồi, mấy bạn coi lại định lượng siêu vi và mấy bạn phải xử luôn nha. Còn nếu mà HBSAg âm nha, nhớ HBSAg âm, chỉ có anti-HBC dương thôi, thì đối với siêu vi C mấy bạn không cần điều trị dự phòng. HBSAg âm, anti-HBC dương, đồng nhiễm với siêu vi C thì cứ việc điều trị siêu vi C chứ không cần uống thuốc dự phòng. Nhưng mà dù sao cũng phải để mắt coi theo dõi coi nó có bất thường gì không, tức là chúng ta ví dụ như điều trị siêu vi C xong yên ổn rồi cái tự nhiên thấy men gan nó tăng thì chúng ta phải coi lại coi siêu vi B nó có ngóc đầu vậy không. Rồi một cái nữa rất hay gặp, tức là siêu vi C đồng nhiễm HIV rất là nhiều, bởi vì nó cùng một cái hành vi nguy cơ nó lây nhiễm. Nó khác với siêu vi B, siêu vi B thì có thể hoàn toàn ngây thơ trong trắng không có chuyện gì hết, mà tại bị mẹ nhiễm từ nhỏ cho tới lớn rồi sau đó mới lại bị dây nhiễm cái HIV sau, thì là những cái đám nó có hành vi nguy cơ lộn xộn. Còn siêu vi C với cái đồng nhiễm HIV thì mấy bạn sẽ gặp khá là thường nha. Thì nó có một chuyện này, tức là tùy theo cái mức độ sơ hóa, nếu mà F01 á, nếu mà tức là nó còn ngon lành lắm, đánh giá sơ hóa chỉ là F01 á, thì thôi mấy bạn chờ điều trị nó HIV nó tương đối nó ổn tí. Ổn là sao, là cái CD4 á, nó cũng phải trên được 200, hoặc là cái tải lượng HIV đó nó dưới cái ngưỡng ức chế. Nó ngưỡng ức chế không phải là ngưỡng phát hiện mấy bạn nha, cái ngưỡng ức chế thì nó hơi cao hơn tí, ngưỡng ức chế cho phép là 1.000 copy, thì cỡ đó thì có thể là bắt đầu điều trị siêu vi C nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu mà từ F2 trở lên thì coi như là điều trị cái sử dụng thuốc điều trị HIV mà thấy có dung bệnh nhân, tại vì thuốc HIV mấy bệnh nhân khó chịu lắm, có rất là nhiều tác dụng phụ khó chịu về thuốc, cho nên cũng để cho bệnh nhân ổn định dung nạp được thì chúng ta mới thêm thuốc điều trị siêu vi C. Rồi thì bây giờ nó có những cái cụ thể như vậy. Cái phác đồ HIV hiện giờ chúng ta có rất là nhiều những cái phác đồ nha. Nếu mà cái đây là cái phác đồ coi như là mới nhất đó, mới nhất hiện giờ, nếu mà cái ca nào điều trị HIV mà xài được cái phác đồ này là coi như ngon lành nhất đó. Và nếu nếu mà người ta đang xài được cái phác đồ này thì mấy bạn phải re, tại vì nó không có bị tương tác ha, cho nên mấy bạn điều trị theo cái công thức HCV như bình thường thôi. Rồi, nhưng mà chúng ta hay gặp cái phác đồ là tenolamy phối hợp với efavirenz hoặc là nevirapine, mình hay gặp cái phác đồ này trong thực tế ở Việt Nam mình á, HIV á,
mấy bạn hay gặp phenobarbital cộng với một trong hai đứa này là thường gặp hơn. Còn cái loại này là loại sang sau này mới gặp được cái này nha. Và nếu mà mấy bạn thấy đụng hai cái anh này trong công thức HIV thì mấy bạn biết là không dùng được bembatasvir. Không dùng bembatasvir thì sao? Thì mình còn lê đi, phải không? Mình còn lê đi nếu nó là genotype 1 và 6, nhưng lỡ nó là genotype 2. Lỡ genotype 2 thì không xài Vemba được thì chúng ta phải phải cầu cứu với tới cái anh Đa La, phải cầu cứu, tại vì mình chỉ có ba thứ thôi mà. Thì Vemba không được, lê đi không được thì phải xài Đa La. Nhưng mà Đa La mà đụng với cái efavirenz hay nevirapine thì phải lại tăng liều. Tăng liều lên, cái viên này bình thường nó 60 mg, mấy bạn tăng liều lên 90. Ha, thì nếu mà trên thị trường nó có cái viên 30 để bạn phối hợp thì tốt, còn không thì nói chung đành phải bẻ thôi chứ biết sao giờ. Thì nói chung là không khó, rất là khó chịu ha, nếu mà phải phối hợp vậy. Rồi người ta cũng khuyến cáo thì cái lê đi thì nói chung là nó cũng có cái độc, nó sẽ tăng cường cái độc tính thận nếu mà dùng chung với lại cái nhóm TDF tenofovir 300 đó. Cho nên là nếu mà độ thanh lọc mà dưới 60 thì cũng không có nên phối hợp hai cái tác nhân này. Đó là cái khuyến cáo. Rồi cũng cầu mong là chúng ta cũng ít gặp những cái đối tượng rắc rối này ha. Rồi bây giờ cái chuyện leo nè là cũng hay gặp lắm. Tức là người ta vừa phát hiện ra siêu vi C mà vừa phát hiện ra là một cái leo. Ha, leo đang tiến triển chẳng hạn vậy, có hang leo đàng hoàng, BK đàm dương tính thì mấy bạn tính làm sao? Rồi đi làm xét nghiệm máu thấy men gan tăng nhẹ nhẹ ra lòi ra siêu vi C. Ha, thì trong trường hợp này giữa cái siêu vi C và leo thì chúng ta chỉ được chọn một trong hai. Và chúng ta buộc lòng phải ưu tiên gì, đương nhiên là lao rồi, tại vì đó nó để dăng BK ra tùm lum rồi, lỡ nó lao nặng hơn lao màng não này nọ, chứ còn siêu vi C mấy bạn chậm chút thì cũng chẳng sao ha. Lý do hai đứa không thể điều trị chung bởi vì cái xương sống quyết định của lao, cái thuốc chủ lực của lao là rifampicin thì nó lại làm giảm nồng độ của cái thuốc chủ lực HIV là sofosbuvir. Hai đứa này nó không thể nào đi chung với nhau, cho nên là chúng ta buộc lòng chúng ta phải điều trị lao trước ha, cho ổn định xong thì chúng ta mới điều trị siêu vi siêu vi C. Thì thật ra cái cũng may là mấy bạn cái siêu vi C thì nó không có tăng men gan dữ dội lắm đâu. Thành ra bây giờ đương nhiên thuốc lao thì nó lại ảnh hưởng tới gan, mà gặp siêu vi C mà nó tăng men gan nhiều thì cũng hơi mệt, nhưng mà thì đành chịu thôi. Lúc đó thì chúng ta có phải cho silymarin hay gì hỗ trợ để hạ men gan, cầm cự và điều trị lao cho nó ổn nha, rồi mới điều trị siêu vi C được. Rồi bây giờ nói tới chuyện là phối hợp phải dùng, tức là bệnh nhân có thể nhiều chuyện phối hợp, nó nhiều thứ lắm, nhưng mà mình chỉ nhấn mạnh cho mấy bạn những cái vô cùng quan trọng. Ví dụ như những bệnh nhân tim mạch của mấy bạn mà đang xài amiodarone á, cái này là ghê gớm cực kỳ luôn. Thì thậm chí cái này là mình đọc trong cái guideline nước ngoài thì họ nói, mặc dù phác đồ Bộ Y tế mình thì không nói cái tới chuyện là phải ngưng amiodarone nha, nhưng bạn đã có những cái guideline ở nước ngoài họ khuyến cáo là tốt nhất là thậm chí là ngưng 3 tháng trước khi dùng sofosbuvir luôn, thì như vậy thì nó mới thật sự an toàn. Chứ còn mà dùng thì người ta có những cái nguy cơ gây nhịp chậm, thậm chí là tử vong thì rất là ghê ha. Xài amiodarone đó thì trong cái phác đồ Bộ Y tế mình chỉ nói là nếu cực chẳng đã phải xài thì phải thận trọng, nhưng mà mình không biết thận trọng như thế nào, nó ngưng tim một cái là xong đó. Cho nên amiodarone nhớ nha, là ghê gớm nhất. Rồi một cái thường gặp mà khó chịu vô cùng là cái thuốc, những cái thuốc liên quan tới ảnh hưởng pH dạ dày. Bởi vì cái hai cái đứa chủ lực của mình chỉ có cửa xài nó hoặc lê đi hoặc ven ba thôi, thì cái sự hấp thu của hai anh chàng này nó sẽ bị giảm nếu mà pH dạ dày tăng ha. Mà dân mình thì bệnh dạ dày thì khỏi nói, nhất là gì gợt là nhiều lắm luôn đó. Như vậy trong những trường hợp mà bệnh nhân đang có triệu chứng dạ dày đang khó chịu quá thì có lẽ là mấy bạn phải điều trị cái dạ dày cho nó ổn đi ha, bạn cho BBI antacid gì cho đã đời cho nó ổn đi, tại vì nó nhiều khi nó đang triệu chứng quá khó chịu, người ta viêm loét đâu này nọ dữ dội quá, bạn phải điều trị cho ổn đi, tại vì hai đứa này khó đi chung với nhau lắm. Rồi trong tình huống ví dụ như loét hay viêm gì thì mấy bạn loét dạ dày hay viêm dạ dày thì mấy bạn có cái công thức điều trị 8 tuần 12 tuần gì đó là xong. Nhưng mà nếu gợt thì sao? Gợt nó chả có giới hạn thời gian điều trị gì cả, nó điều trị theo triệu chứng mà, thì lúc đó đôi khi bắt buộc chúng ta phải dùng chung. Thì trong trường hợp đó thì sao? Thì người ta khuyến cáo là ví dụ xài lê đi thì mình có thể uống chung một lúc với BBI, thì người ta nghĩ là lúc bỏ vô một chút thì cái nọng nó chưa có phát huy tác dụng cho nên nó chưa ảnh hưởng nhiều tới pH đó. Còn nếu mà uống antacid thì là phải cách ra 4 tiếng nha. Còn nếu mà xài BBI hai cử thì cách ra 12 tiếng cho cái cử thứ hai đó. Rồi còn venbatafir thì lại khuyến cáo
cấp cấp BBI là 4 giờ. Nói chung là cái này mà mấy bạn đụng tới BBI là mấy bạn biết là rất là khó chịu luôn, tại BBI thì chúng ta lại phải uống trước bữa ăn ha, 30 phút rồi chúng ta phải uống buổi sáng nữa, cho nên cực kỳ khó chịu. Thành ra ví dụ như bệnh nhân đang khó chịu quá thì có thể có lẽ là antacid là tệ nhất đó mấy bạn. Nếu bệnh nhân mà có triệu chứng dạ dày không thể chờ đợi được để mà người ta ổn định mà mấy bạn buộc phải lần dùng chung đó thì mấy bạn dùng antacid đi. Và như vậy tóm lại dính dáng tới dạ dày thì mấy bạn phải cho bệnh nhân điều trị ổn dạ dày đi, và cho bệnh nhân ăn uống kiêng cữ, ăn uống điều độ, đừng ăn chua cay, đừng có lên cái cơn đau khi mà đang uống thuốc này ha. Không dặn á, là bệnh nhân tại người ta quen uống đau bao tử rồi hay cứ đau bao tử ra đi ra tiệm thuốc tây khai mua thuốc uống là đâu thèm hỏi bác sĩ đâu, là coi như công cốc ha, cái viên thuốc của mình là đổ sông đổ biển đó nha mấy bạn. Mấy bạn phải dặn bệnh nhân cho kỹ á. Rồi còn cái một cái nữa cũng hay đụng lắm là những bệnh nhân mình là statin đúng không, tiểu đường là statin nè, rồi thiếu máu cơ tim gì là statin, uống triền miên năm này qua năm kia, thì cái statin nó sẽ làm tăng cái với dùng cái DA nó làm tăng cái nồng độ statin và nó gây tổn thương, nguy cơ tổn thương cơ vân. Thì trong cái trong thời gian, tại vì cũng may quá nó chỉ xài khoảng 12 tuần thôi ha, thì người ta nói là trong cái nhóm thì có thể là fenofibrat. Nhưng mà nhiều bác sĩ tim mạch người ta không chịu đâu mấy bạn, tại vì nói chung fenofibrat đối với tim mạch là nó không có ra cái đinh gì hết. Thì xài statin có thể là trong thời gian đó chắc là cũng thận trọng xài liều thấp nha, trong những tình huống mà nguy hiểm quá, ví dụ như thiếu máu cơ tim và đã từng nhồi máu cơ tim đặt stent rồi gì đó thì chắc là bác sĩ tim mạch không ai chịu đổ thế qua fenofibrat đâu. Thì đó thì tùy, có thể là dùng statin nhưng hết sức thận trọng. Rồi còn đủ thuốc, tùy thuốc trên đời không cách chi mà chúng ta nhớ nổi, cho nên mấy bạn nhớ cái trang web hoặc là mấy bạn tải luôn cái app này, cái tên cái app này nè, bạn tải vô smartphone luôn, thì trước khi ghi toa thì mấy bạn cứ gõ vô đó coi nó có tương tác hay không, chứ không có ai có tài thánh gì mà nhớ hết được mấy cái chuyện tương tác này hết ha. Rồi bây giờ qua một chuyện nữa là thất bại điều trị. Thất bại nếu mà cái sử dụng cái phác đồ ngày xưa mà Riba với lại Interferon mà thất bại á, thì không ăn thua gì hết trơn, các bạn cứ điều trị như bình thường thôi. Chứ riêng riêng là cái phác đồ ngày xưa nó tức là thất bại với Riba và Interferon cổ điển á, nhưng mà nó là cái nhóm genotype 6 á, thì cái phác đồ cũ của Bộ Y tế năm 16 thì người ta cẩn thận, người ta biểu mình phải phối hợp với ribavirin cho dù bệnh nhân có chưa có xơ gan, tại vì người ta thấy là khi chuyển qua như vậy thì cái nó dễ thất bại, tức là genotype 6 nếu nó đã thất bại với phác đồ cổ điển mà mình dùng DEA không á thì có thể nó thất bại, cho nên người ta khuyên phối hợp với ribavirin không phải vì xơ gan nha. Đó là cái khuyến cáo của cũ 2016. Còn tới 2021 thì người ta không đá động gì tới cái chuyện thất bại phác đồ cổ điển nữa, nhưng mà người ta nhấn mạnh là nói chung là thất bại với những cái phác đồ mới mà có. Các bạn nhớ NS5A là gì, là cái đám nào có đu Advil nói cho sang vậy thôi, chứ mình chỉ có là Ledipapier và Venpatasvir thôi chứ có nào đâu, thì chỉ có hai đứa đó thôi. Nếu mà mấy bạn sử dụng phác đồ đầu tiên Sofos Venpa hoặc Sofos Ledi mà bị thất bại rồi thì làm sao, thì chỉ còn một cửa thôi là Sofos Venpa cộng với Ribavirin mà tất cả phải kéo dài 24 tuần. Tức là nó nặng đô hơn cái là xơ gan mất bù luôn mấy bạn nhớ ha. Xơ gan mất bù thì mấy bạn Sofos Venpa không cần ribavirin thì mới 24 tuần, còn nếu Sofosbuvir Venpa mà Riba thì chỉ có 12 tuần nha. Còn nếu là thất bại mà tái trị đó, không nói là xơ gan hay không xơ gan gì hết, mấy bạn đều phải quốc y như vậy, xơ gan còn bù mất bù hay không xơ gan gì hết thì chỉ còn một cứu cánh duy nhất là có bao nhiêu vũ khí chúng ta đổ hết cho nó luôn, tức là tốt nhất là Sofosbuvir và Venpa cộng thêm với ribavirin và 24 tuần nha. Và đương nhiên người ta không thiếu máu thì mấy bạn xài cái ribavirin liều chuẩn luôn á, 15 mg cho 1 kg cân nặng luôn, và chịu khó căng mắt ra mà theo dõi cái tác dụng phụ. Người ta khỏe mạnh bình thường, mấy bạn bỏ ribavirin người ta sẽ thiếu máu sau đó đó, mình phải theo dõi miễn nó không chống chỉ định rơi xuống thôi. Thì đó, thì bởi vậy mình nói gọi là mình chỉ có hai cái vũ khí trong tay thôi, cho nên là đừng có để bệnh nhân mà mua nửa lọ thuốc rồi uống dở dang như vậy rồi nó thất bại rồi không biết còn cái cửa gì mà xài nữa ha. Những cái loại mới ví dụ trên thế giới thì họ có Vovosila, Revia này nọ, chứ mình có gì đâu, chỉ còn món vậy thôi. Rồi bây giờ nói cái này mơ nói rộng thêm cho mấy bạn, tại vì cũng đã có một bạn hỏi cái chuyện thuốc ức chế miễn dịch B thì người ta nói rất nhiều, nhưng mà C thì phác đồ nhà nước mình không nói, không đếm xỉa gì tới chuyện này luôn, thì tại nó cũng không quan trọng. Thì đây là mình lấy theo cái khuyến cáo của Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ năm 21 nha mấy bạn. Thì người ta thấy là nếu nếu người ta mang siêu vi C, người ta chưa điều trị mà vì lý do gì đó người ta phải sử dụng những cái thuốc ức chế miễn dịch đó, thì người ta ghi nhận là cái tải lượng siêu vi nó có bùng lên, cái tải lượng siêu vi C nó có thể bùng lên, nhưng lạ một đời á, là nó không có gây tăng men gan và nó cũng không có triệu chứng lâm sàng,
tức là đại khái nó cũng không có gây gì ghê gớm nha, tức là một người mang siêu vi C chưa điều trị nhưng mà bị vì lý do đó sử dụng thuốc chế miễn dịch thì đúng là siêu vi C nó có nhiều hơn đó, nhưng nó cũng không có gây ra cái tình trạng mà viêm gan bùng phát mà nguy hiểm như siêu vi B. À, có lẽ vì vậy mà mấy bạn thấy người ta ít đá động tới siêu vi C trong những cái thuốc ức chế miễn dịch. Nhưng mà thật sự thì như mình nói đó, biết có nó trên đời thì sao thôi xử nó luôn cho rồi, chứ mấy bạn để nó mặc nó bùng lên, tải lượng siêu vi nó bùng lên như vậy, lỡ nó có gây những cái biến cố bất lợi. Với lại nếu mấy bạn nhớ lại trong phần 1 á, mình cũng có trích dẫn một cái của cũng là Hiệp hội Gan mật Hoa Kỳ, thì họ có một cái khuyến cáo là siêu vi C nếu mà mấy bạn điều trị sớm thì á, cái ví dụ như siêu vi C người ta kèm tiểu đường, mà mấy bạn điều trị siêu vi C thì cái tiểu đường của người ta trở nên tốt hơn, dễ kiểm soát hơn, ít đề kháng insulin, những biến chứng thận, biến chứng tim nó ít hơn, hoặc là người ta bị những cái bệnh lý ác tính nghĩ là có thể liên quan tới siêu vi C như những cái bệnh lymphoma chẳng hạn vậy, thì bạn giải quyết siêu vi C thì cái kia nó cũng tốt hơn ha, và rất nhiều những chuyện khác. Nói tóm lại có đứa nào xử được thôi xử luôn cho rồi nha. Rồi và nếu mấy bạn xử mà đạt được cái đáp ứng siêu vi bền vững rồi là coi như nó sạch á, là không cần sợ là tiềm tàng tái hoạt hay gì nữa, tại vì siêu vi C nó không còn nữa. Siêu vi C mấy bạn thấy nó chỉ nằm trong tế bào chất, và khi mấy bạn điều trị thành công coi như là sạch bóng quân thù. Thì có một bạn thắc mắc đó thì hôm nay mình có trả lời đó, tức là siêu vi C thì điều trị xong rồi là coi như sạch nha, coi như sạch, không có sợ là nó còn cái thể giống như siêu vi B thì nó có DNACCC, thì siêu vi C nó không có. Rồi tóm lại những cái điểm mới trong phác đồ của Bộ Y tế mình năm 21 mình nhấn mạnh lại với mấy bạn là gì, là có 301 có 301 có. Thứ nhất là không yêu cầu định lượng genotype, nếu mà chúng ta sử dụng những cái DDT tăng genotype thì chúng ta có một cái thôi là Vembatasvir và Sofosbuvir. Rồi và cái không này quan trọng nè, là không được định lượng siêu vi C khi uống hết lọ thứ nhất, tức là vào tuần thứ tư đó uống hết lọ thứ nhất, và khi uống hết 6 lọ là không được định lượng siêu vi C, chỉ được định lượng đầu tiên và sau khi ngưng trị 12 tuần, chúng ta chỉ làm 2 lần thôi, đầu tiên rồi ngưng 12 tuần sau đó mới làm. Rồi có một cái không nữa rất là đáng mừng, đó là không cần chỉnh liều ha, trong những cái thuốc Sofosbuvir Vembadala thì mọi giai đoạn luôn, kể cả là tới giai đoạn suy thận giai đoạn cuối mà có chạy thận mấy bạn cũng không cần chỉnh liều luôn. Rồi và có một cái có là chúng ta đã có thể sử dụng những cái nhóm thuốc này cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, và chúng ta nuôi cho nó bự bự chút xíu, tức là với Ledipapier thì phải 35 kg trở lên thì mới được cái liều như người lớn, còn nếu mà Venba thì bé 30 kg thì mấy bạn đã có thể cho một cái liều bằng người lớn rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ minh họa một cái tình huống ha, để cho nó rõ cái bài áp dụng những cái kiến thức mà chúng ta đã nói 2 bữa nay. Vì một người nam 36 tuổi làm công nhân vừa kết hôn, cũng hơi già già nè ha, 36 tuổi kết hôn, sống khỏe mạnh bình thường nhưng mà chuẩn bị làm bố rồi, cho nên đi kiểm tra sức khỏe thì lại phát hiện có dính siêu vi C. Thì mấy bạn biết rồi, một người mà có anti-HCV dương tính mà chưa từng dùng thuốc men điều trị gì thì 80% khả năng là nó còn siêu vi C đó ha. Và y như rằng nha, làm thêm xét nghiệm thì đúng là còn dính siêu vi C thì tới 10 mũ 6 IU ha. Rồi men gan thì cũng có tăng, tức là có phản ứng viêm gan, nhưng mà ơn trời là chưa có suy gan ha. Tất cả còn thứ bình thường, vẫn còn được là F01, tất cả chức năng gan còn tốt. Thì như vậy đứng trước tình huống này thì mấy bạn sẽ chẩn đoán người này là cái gì? Siêu vi C này là cấp hay là mạn? Đây đúng là siêu vi C rồi đó, nhưng mà cấp hay mạn? Mấy bạn quyết định sẽ xử trí như thế nào? Và phải nhớ là cái người này, cái tâm tư người ta đang rất là mong có con, đang 36 tuổi rồi, mới lấy vợ mong có con lắm, thì mấy bạn phải tư vấn như thế nào? Và hoàn cảnh thì bệnh nhân hiện giờ đang rất là khó khăn. Coi như 36 tuổi công nhân bao nhiêu tiền vét sạch lãnh đám cưới hết trơn rồi, ha, giờ không có đồng nào hết trơn á. Vậy thì mấy bạn phải chẩn đoán và xử trí. Và mấy bạn nhớ trong cái nghề của mình nó luôn luôn yêu cầu là gì, thái độ cái toa thuốc hoặc là cái xử trí của mấy bạn nó phải khớp với chẩn đoán. Mà cái bệnh nhân này rõ ràng không có cửa đặt trị rồi đó, rõ ràng bệnh nhân này người ta đã nói thẳng là tôi không có tiền đặt trị, thì như vậy thì mấy bạn mà bệnh nhân này là cấp hay mạng cũng không chắc. Như vậy bây giờ nếu mấy bạn chưa đặt trị thì mấy bạn sẽ chọn chẩn đoán gì? Chẩn đoán nó cấp đúng không? Mình không đặt trị thì mình có quyền theo dõi cấp, ai cấm mình, tại vì cũng mới phát hiện lần đầu tiên thôi. Cho nên mấy bạn nên khéo léo, nếu bệnh nhân thật sự là không có khả năng điều trị thì mấy bạn cứ theo dõi siêu vi C cấp. Tại vì sao, mấy bạn nhìn lại nha, cái chỉ định điều trị của mình thì anh chàng này có rồi đó, mình nhớ cái chỉ định điều trị của mình chỉ còn anti HCV dương, RNA HCV dương thôi, chứ đừng nói 10 mũ 6 đúng không, là mình chữa rồi. Thì anh này là đủ tiêu chuẩn để chữa, nhưng mà tại anh không có tiền chữa cho nên là bây giờ mình phải ghi chẩn đoán gì để khỏi chữa.
theo dõi C cấp ai cấm, đúng không? Ai cấm anh này có thể mới bị dây dưa đâu đó rồi. Và đương nhiên mình phải có cái chẩn đoán phân biệt là viêm gan CVC mà. Rồi như vậy thì tạm thời điều trị triệu chứng C cấp, mình có quyền điều trị triệu chứng, theo dõi trong vòng 6 tháng và bắt đầu gì bỏ heo để dành nha, bỏ heo để dành chuẩn bị, bởi vì 80% khả năng là chắc phải xử rồi đó ha. Cái chuyện may mắn mà không phải xử ít lắm. Rồi đương nhiên lúc này làm sao mà kiếm em bé được, đúng không? Phải quan hệ an toàn liền với cô vợ và phải đem cô ấy đi kiểm tra, biết đâu đồng bệnh tương thân rồi khổ nữa. Thì kiểm tra, thì kiểm tra gì, có hai thứ để mình kiểm thôi là B và C ha. B và C thì B để coi cho cô này có đi chích ngừa hay không. Thì may mắn là cô này không dính dáng gì hết, cho nên là cô này đi chích ngừa siêu vi B để yên được một cửa ha. Và đương nhiên hai người vẫn phải tiếp tục quan hệ an toàn. Rồi bây giờ mấy bạn theo dõi ví dụ nha. Đó là tình huống thứ nhất là mình theo dõi đều mỗi 6 tháng cho uống thuốc hạ men gan thôi. Rồi tới tháng cuối nhớ là phải ngừng cái silymarin thì mình mới kết luận được men gan ta có bình thường hay không. Thì lúc này chúng ta làm lại cái định lượng siêu vi thì sao? Ơn trời nó dưới ngưỡng rồi và men gan trở về bình thường mặc dù đã ngưng silymarin. Thì như vậy là chúng ta tràn trề hy vọng là anh này chắc là lộn xộn đâu mới dính siêu vi C ha. Rồi. Nhưng nói chung mấy chuyện này thì nói đùa với mấy bạn thôi, chứ đương nhiên nếu anh này đi đâu mà vợ kè kè ngồi bên đó thì mình nhớ phát biểu thận trọng nha, chứ không thôi tan vỡ hạnh phúc gia đình ta nha. Rồi và thường khi mà mấy bạn quyết định là coi như người ta khỏi bệnh thì mấy bạn phải rất là thận trọng nha. Một cái xét nghiệm mấy bạn nên kiểm tra, thường là cái xét nghiệm này nên kiểm tra lần nữa, mặc dù hơi tốn tiền đó, nhưng nên kiểm tra một lần thứ hai đi cho chắc. Và hai lần như vậy thì chắc chắn là không dính dáng gì rồi nha. Và như vậy là thôi vui vẻ về có kiếm em bé thôi ha, không có chuyện gì, tại cô vợ kiểm tra rồi, cô vợ sạch sẽ mà, thì anh này đi về kiếm em bé được rồi. Không giờ tiền để dành thì để dành lo cho con, quá khỏe ha. Rồi bây giờ tình huống này, như cuộc đời đúng là nó sẽ 80% nó sẽ rơi vô tình huống này đó mấy bạn. Đời nó không đẹp như mơ, là gì, là chắc chắn là 80% siêu vi nó sẽ còn ngời ngời đó, thậm chí nó còn cao hơn lúc trước. Và đương nhiên ngưng thuốc hạ men gan thì men gan nó sẽ tăng lên, thì lúc này không còn cửa gì để phủ nhận là phải chấp nhận nó là siêu vi C mạng rồi, bởi vì nó đã tồn tại 6 tháng nha. Đúng theo định nghĩa thì chúng ta phải đặt trị thôi. Thì lúc này anh này cũng đã có thời gian 6 tháng để dành tiền chuẩn bị rồi ha, và quyết định điều trị. Thì bây giờ chúng ta làm gì nữa? Chúng ta định genotype, chúng ta đánh giá lại đầy đủ chức năng gan. Anh này là trước là mình nhớ là FF01 ha, nhưng mà 6 tháng sau thì chúng ta cũng phải ngó lại nha. Thì ơn trời thì nó cũng chỉ mới nhảy qua F2 thôi nha, chưa tới nỗi nào. Mà thường như vậy đó mấy bạn, nó diễn tiến cũng chậm lắm, thì nó cũng loanh quanh F01, F2 gì đó thôi đó. Thì mấy bạn vẫn nói người ta để dành tiền được, cầm cự để dành tiền ha. Và những thứ độc hại rượu bia thuốc lá thì bỏ đi, ráng cầm cự để dành tiền, để khi nào đủ tiền thì chữa. Như anh chàng này thì là 6 tháng là để dành đủ tiền chữa rồi đó. Rồi như vậy thì chẩn đoán đây là một trường hợp viêm gan CVC genotype 6 và chưa có bị xơ gan, cho nên chúng ta chọn cái gì rẻ nhất là chúng ta chọn Ledipasvir với Sofosbuvir ha, nó có 5 triệu lọ thôi, còn Venba là nó tới 7-8 triệu lượng. Rồi, như vậy thì mỗi ngày chỉ cần uống một viên trong 12 tuần. Rồi, bây giờ xong lọ đầu tiên thì mấy bạn nhớ phải ngó lại men gan rồi. Ơn trời đẹp đẽ ha, men gan. Tình trạng thận cho nó an toàn thôi, chứ thì ra bỏ qua cũng được. 6 tuần nghỉ sao hơn, uống hết lọ thứ 2, 8 tuần không làm gì hết. Uống hết lọ thứ 3, ngó lại men gan, ngó sơ qua một cái, tầm soát ung thư, tất cả mọi thứ đều bình thường ha. Sau đó thì gì nữa, ngưng trị, uống hết lọ cuối cùng rồi, làm xét nghiệm về rồi cho nghỉ sau hơi 3 tháng quay trở lại. Sau khi ngưng trị 12 tuần tức là 3 tháng, tất cả những xét nghiệm như trên vẫn ổn, và lúc đó chúng ta mới định lượng tiếp lần nữa thì coi như nó dưới ngưỡng và anh này đã đáp ứng siêu vi bền vững ở tuần thứ 12 là coi như xong, về kiếm em bé được rồi ha, yên tâm khỏi bệnh. Đây, nói tóm lại đối với siêu vi C đó mấy bạn, thì những cái DA thế hệ mới á, là nó mở ra coi như phải nói là một cái con đường nó tươi sáng vô cùng so với siêu vi C cho bệnh nhân viêm gan C. Tại vì trước đây á, bệnh nhân viêm gan C đó là rất là đau khổ, là có tiền mà không dám dùng thuốc, tại vì cái tác dụng phụ của thuốc nó ghê gớm quá đi ha. Còn bây giờ thì hãy có tiền là coi như là xài thuốc ngon, là không phải sợ gì hết. Còn nếu chưa có tiền thì để dành chữa, bởi vì quyết tâm chữa thì sẽ chữa được, chứ đừng khó, đừng có chán nản thất vọng bỏ đi cho nó chìm vào quên lãng. Thì mấy bạn ha, nhớ người ta mà rơi vô sơ gan mất bù rồi mấy bạn chữa nó cũng gọi là bạc tỷ, nhiều khi cũng không cứu được người nữa, trong khi người ta chỉ cần mười mấy triệu thôi người ta đã cứu được một con người đó. Cho nên mấy bạn nhớ, phát hiện cứ 10 người tới gặp mấy bạn thì có một người dính bê dính sơ, mấy bạn cố gắng phát hiện cho người ta và lên kế hoạch điều trị cho người ta ha. Thì nếu tất cả mà chúng ta có thể mở rộng được chuyện này thì có lẽ trong một cái tương lai